xưa tôi có quen hai cô nàng cùng tên Lan. Một nàng bán bún bò phố Bạch Mai, một nàng bán quán cơm nơi chợ Vồ Hà Đông Nghĩ A. Cả hai chưa có chồng. Nàng Lan bán quán cơm, thích ba sàn và xe hơi. Còn nàng bán bún bò, thích nhà lầu. Vì si mê cả hai, tôi quyết định liều đi buôn. Liều đi buôn thuốc phiện. Thời gian thấm thoát trôi, tôi mua nhà lầu xe hơi. Rồi san ba suốt ngày sướng đời Lan. Cuộc đời đang sướng vui, bỗng công an về vây bắt tôi. Vì tôi buôn thuốc phiện. Tuyên 18 năm, anh hết đời rồi Lan ơi. Ngồi trại giam Vĩnh Quang nhớ về Lan. Rồi một hôm bỗng nhiên, Lan bún bò mò lên thăm. Nàng bao tin lấy chồng. Nàng Lan bán quán cơm, cũng lên trại tìm thăm tôi. Lòng tôi đau giá rơi, chắc cũng vậy thôi. Nàng bỗng nói với tôi, em sẽ chờ đợi anh nhé anh. Nàng ôm tôi khóc òa. Rồi 18 năm qua, tôi mãn hạn về thăm Lan. Được bà con báo tin Lan mất từ lâu, lòng tôi đau quá đau, mong mãi ngày về bên Lan. Mà nàng đi mất rồi. Trời ơi, Lan vẫn chưa, Lan chưa lấy chồng. Lòng tôi đau quá đau, mong mãi ngày về bên Lan. Mà nàng đi mất rồi.
trời ơi Lan vẫn chưa, Lan chưa lấy chồng.